Sáng nay, ngày 19 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lâm Văn Rèm, 23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp về hành vi cướp giật tài sản. Vào đêm 26 tháng 5, Rèm điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường ở thành phố Rạch Giá tìm người có mang theo tài sản để cướp giật. Khi đến đường Trần Quang Khải, phường An Hòa thì phát hiện một phụ nữ chạy xe máy mang chiếc túi sách, Rèm liền áp sát cướp giật. Trong túi sách có gần 13 triệu đồng và một điện thoại di động. Ngoài vụ cướp giật nói trên, Rèm còn thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản khác của những người phụ nữ ở thành phố Rạch Giá, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.